mong à y à chứ à chứ à chứ à chứ à chứ tìm những cái tâm linh ở dưới sâu xa, ở dưới hang. Công nhận là đâu hay, cũng là một người bên đó. Cậu thì cũng nhầm bên cái trách nhiệm, ví dụ chiều đến các con thì mình để truyền lỡ tâm linh cho các con cháu anh em hay là chú bác chị coi ở cái đất nước mình hay là cả cái đất nước ngoài cũng là cái tốt. Dạ, cũng nhờ coi được của Quan Châu mới quay đầu bằng cái cách thức nào, mỗi người mỗi quay đầu. Ví dụ bây giờ người ta không có đi đây đi đó được thì có những cái đồng tiền để là vô chùa để viếng hay vậy, bị thấy có kết quả nè. Dạ. Tại nhiều khi nhiều người ta không thấy, người ta không biết, chứ mình thấy rồi mới hay. Mỗi năm thì con lại có duyên con về đây thì con tâm sự với cậu Tư luôn á, thì năm 2020 nè, 21 năm nay là 22 thì cũng đi khắp nơi. Thì con thì cái công việc con giống như là nó bất chợt lắm, mình không nghĩ là mình sẽ về đâu, nhưng mà tự nhiên tới lúc thì giống như mình nôn nao á, nhưng có một cái điều gì đó rất là đặc biệt thì con về đây cũng bất ngờ. Mà cái nhân duyên đó thì con được về đây cùng trò chuyện với cậu Tư thì đó là một cái điều cũng là đối với con hạnh phúc. Tại vì đối với con thì cậu Tư giống như là người ông, người cậu mà để có thể hướng dẫn, chia sẻ rất là nhiều cái hay về cái phần tâm linh. Thì cậu Tư với ông con thì đến đây thì con giống như là con là cái người gieo duyên, một người thay mặt để hỏi những câu hỏi mà người ta hỏi đến. Thì người ta nhiều người ta nói là giống như năm trước năm 2020 con có hỏi cậu Tư là nhiều người nói là Quan Thánh là cái người sẽ không có về được, thì tại sao ở am cậu Tư lại về Quan Thánh? Thì cậu Tư có thể là chia sẻ giúp con là cái phẩm vị nào mà Quan Thánh là về đúng cái am của mình đó cậu Tư ha. Đó, dạ. Ổng thì ổng về ông Quan Công mà. Dạ, dạ. Chứ không có Quan Thánh à. Quan Công, dạ. Quan Công. Nói cho người ta hiểu rõ. Cái lúc cũng như vào cái thời Chiến cũng như ổng cũng như lưu xứ mà lập với ông Trương Phi rồi để kết nghĩa tam viên đó, dạ. Đào tam viên gì nè giữa ông Lưu Bị. Bây giờ ở ngoài phẩm, ở ngoài am chư vị Đường Công có ông Lưu Hoàng Thúc về, tức là ông Lưu Bị đó, dạ. Là huynh trưởng của ông có về, chứ ông chưa có đạt lên chức Quan Thánh quan gì hết. Ông chỉ là Quan Công, người còn ở chiến trường. Bởi vì lúc đó ông cầm binh cầm đao, dịch ra là ông chảm không đó. Bởi vì ông về mỗi lần dữ lắm, yeah. Đó, mình cũng đã thấy trước mắt mình mỗi lần ông về. Chứ còn đạt lên cái thánh này ông đâu có dùng mà da thằng da quay rồi vậy chi, yeah. Chứ còn nói thẳng là ông chỉ về Quan Công thôi, yeah. Chứ ông chưa đạt lên chức Quan Thánh. Ở ngoài dùm chút đi, bu vô trong quá nó còn ngạt thiêu ác nổ. Nay cái lễ chén xiên đã xong đi, cho thần sinh đi ha. Giờ cho gia xiên đi, chống lên đi. Trách một mình ông không thì có nhân viên với Từ khi về âm phủ của Tự đi rồi Từ giải cho mà nghe. Trần Thê được cho Từ làm lễ như hằng niên, Từ cho ta đi tam xuyên, Từ giải cho ta giải than giữa chánh điện, Từ cho ta cháo dầu. Ô, ai xí là đâu mà chả thái xí à chứ à. Ô, con cháu tinh tăng trong gia đạo bình tĩnh. Nay cũng chuyện là quân trường lấy mong quyền để xa quân trường về giúp đỡ tiếp. Ôi, ai xí à chứ à chứ à chứ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Thôi được rồi, coi Từ xin đi. Vì gì đường nó còn dài lắm. Nếu như thật sự mà muốn trở về trần thế để giúp nước độ dân, hay là cứu độ chúng sanh thì nó cũng còn nhiều. Nó cũng còn nhiều cái nhiệm kỳ lắm để về. Nếu còn nhân viên ở Ngũ của Từ ở đây thì tôi xin đi đợt sau đi rồi coi đệ tử hay là trước nhất là phải đổ sát cho nó có ngàn về nó sắm đào chồng ra. Đủ dán độ đi rồi cho nó về nó có ngăn nó sắm một thanh đào và một cái búa kêu bằng cái gì vậy? Không biết kêu bằng cái gì luôn. Trời sắm cặp búa gì đâu nữa đó, nó nói đó. Ôi cũng không dành nữa. Nó nằm mộng nó thấy ông cái gì đó thì cái chuyện đó của nó biết đi. Búa chằm. Trời rồi vậy thôi ông cũng ngồi điện trả xác cho chằn ta. Rồi ông dân 99 cho xích ra. Ờ vậy đi. Rồi chồng xác đi. Dạ. Thì năm nay thì con thấy là cái khi mà con quay phim á, con để ý là khi mà ông Quan Công về á thì có đứng cái bên ông Châu Sương cầm cái đao, con nhìn cái khung cảnh nó đẹp vậy đâu, giống như là trảo về những cái thời ngày xưa mình nhìn vô nó rõ nét, nhất là mặc cái áo giáp nữa cậu Tư, nhìn đẹp là đẹp luôn. Thì cái điều này giống như con cậu Tư ngồi đây để chia sẻ để cho nhiều người hiểu hơn về những cái phẩm vị của các ông, để người ta thắc mắc gì thì mình cũng sẽ giải thích. Thì khi mà con hỏi cậu Tư ở đây á, thì các vị về á, thì trong lúc đó thì khi mà xin về thì đúng là những anh ở đây cái phần xác ở đây thì họ biết hay không, hay là khi mà tá về thì nó có bao nhiêu phần trăm để biết và bao nhiêu phần trăm không biết là cậu Tư ha? Theo mỗi một cái hành thì dạ. Bên cái hành tướng rồi bên cái hành sư dạ. Về được những cái chân điển dịu dịu nhẹ nhẹ để về mượn những cái chân điển về để dìu các ngài về để cung thỉnh dạ. Còn như về hành sát tướng thì chắc mấy ổng về tê lắm. Mình mấy nó tê à. Theo bên bằng clip tại nó mắc cỡ chứ hỏi nó mấy cái bằng nó hay hơn cậu, bởi vì nó đang trực tiếp hơn cậu. Cậu chỉ là một người biết gián tiếp thôi yeah. Nhiều khi cậu nói nó không đúng rồi người ta nói sao ông nói vậy thì vậy lắm yeah, nó yeah. Nói bằng thật lòng yeah. Cậu chưa đọt lên tới mấy cái phẩm vị đó thành thử yeah. Cậu không có dành à. Chứ nói thì nhiều khi người chọn thì ở trên đầu xuống dầu bả vai dạ. Rồi ở dưới đường lưng đi lên dạ. Bằng chân nữa thì mấy cái phần đó thì chắc nó nhỏ, tức là phần âm phần âm dạ. Đi đường dưới đi lên thử mình cái đó thì mình cũng biết hiểu chút đỉnh gì thôi chứ dạ. Không là... Ở đây thì cái am mình thì mùng mấy bắt đầu đi núi cậu Tư ha? Cậu 19 đi à dạ. 19 đi ha à. Thì ở đây thì có nhiều người hỏi con là tại sao các vị ở đây đa phần luôn là người bên Trung Hoa ừ. Nhưng mà tại sao các vị lại ngự chủ yếu ở Thất Sơn thì cái điều đó nó như thế nào? Hoặc là cái câu hỏi thứ hai là có những vị thí dụ như tại sao các vị ở đây về ở đây thì nơi khác chẳng về các vị nữa thì nó như thế nào để người ta hiểu rõ hơn cái câu Tư. Theo cậu nghĩ là dạ. Ở Thiên Cấm Sơn thì các hạnh phẩm của các ngài về cũng như là như bây giờ ổng phải dắt xác cũng về chở điện Quan Thánh dạ. Cái phần lễ đã bắt về cái điện Quan Thánh thì trong cái phẩm đó con Quan Công ông đang ngự ở đó dạ. Thì theo cậu thì trước kia thì bên cao quyền cổ quyền ông bà đều nằm bên cái ngũ hành thì phải về núi Thất Sơn để tu học thêm dạ. Rồi sau này các ngài cũng được trong cái phẩm danh và được tiến hóa. Mấy ông được tiến hóa nhưng mà mình không biết ông tiến hóa lên với cái mức độ nào mình không rõ. Chứ không phải nói về Thiên Cấm Sơn không, mà phải nói ở núi Tổ là ở Tà La Công Cấm mới là thật sự mấy ngày về mấy ngày cũng mách bảo cho mình biết cái từ cái núi Tổ đó. Như vậy thì cho con chen vô cậu Tư xíu nha. Con cũng đã từng đi Tà Lơn à. Và Tà Lơn là một cái đỉnh núi lớn của Campuchia. Và linh thiêng của Việt Nam mình thì đa phần những vị thầy, những vị giáo chủ của Việt Nam đến Tà Lơn để mở đạo cũng như là từng đi qua Tà Lơn. Đó, và đó. Những cái vị ở đây thì cũng là tá mà gọi là gốc luôn thì nằm bên Tà Lơn đúng không cậu? Ừ. Cái đó mình nói cho rõ. Như bây giờ bên thằng ông của mình biết, ông đòi đi Tà Lơn, ông phải về, ông mới độ dược được. Tức là thuốc nam bên thuốc thầy thuốc đó. Mà phải về chẩn trình mới về làm được, tức là tổ thầy nằm tại chẩn Tà Lơn Thì như vậy thì thí dụ như ở đây của mình dẫn về ông Quan Công thì ở Đài Loan hay là Malaysia, Indo hay là những cái nơi khác cũng về ông Quan Công thì nó như thế nào cậu ha? Theo cậu nghĩ thì bây giờ nếu con người nó được công đức chọn điển thì bây giờ thôi mình thấy thôi cái trần thế này thôi, giờ thôi cái số mấy cháu theo cậu con quay phim mà sau này thí dụ con qua đời nó vẫn quay phim bình thường, chứ tiếp có nói, nó tiếp nói vậy thôi. Bây giờ thí dụ như đệ tử của ổng thôi giờ con tu học cũng đã thành rồi, ổng cũng đưa một cái chân điển thôi con về Việt Nam mà con về Trung Hoa thì con về con giúp đời người ta thì cũng về giúp đời bình thường thôi, thì các cái chân điển đang túa ra cậu cũng thấy rồi đó. Thí dụ giờ thờ mẹ có những cái chân điển đó hàng hà sa số điển là quá bây giờ thì trong đó thì cũng là con của mẹ được quyền về xưng là mẹ luôn, để mượn lệnh mẹ được rồi. Mẹ đã chấm điểm mình được rồi, tới cái mức độ rồi, cũng như cái trường đại học như thế rồi. Con hiểu rồi. Tức là theo con, ý con hiểu nha, giống như một cái bóng đèn ở đây là cái tim chính thì nó sẽ túa ra là nhiều cái lằn điển và nhiều cái đó thì là từng cái phẩm vị của các vị, cũng như về ở đâu cũng được. Thì giống như mẹ Diêu Trì Phật Mẫu cũng vậy, có rất là nhiều người xưng, như mỗi người sẽ giống như là được phái là ai cứ xưng đại đi mẹ cho mẹ hiểu. Rất là hay, những cái này thì giải thích nó kỹ thì người ta sẽ hiểu tại sao có nhiều người lên như vậy. Đã về cháu dẫn ông sư An Lạc Hạnh đó. Dạ, thiền sư An Lạc Hạnh. Ông hay đó. Ông giỏi luôn. Bởi vì mấy người kia đâu có gặp đâu, những cái tâm linh trước mặt đó là ông, tại sao là ông chịu các chư thằng chư gì rồi về đãi cho heo quay đồ ăn đi. Đó là cái khẩu thần của ông, huệ của ông quá cao. Có những cái câu chuyện mà khi con ngồi với thầy á thì thầy nói là ít khi nào thầy muốn chia sẻ cũng muốn đưa lên, mà nó rất là quyền vi Phật pháp luôn. Nhưng mà con cũng không dám chia sẻ lên, chỉ là con biết hoặc là một số người đứng ở đó nghe thôi. Nhưng đó là những cái điều mà giống như con với cô Tư hiểu là tâm linh thì chỉ có những người trong cuộc mới hiểu là nó màu nhiệm như thế nào. Hôm nay thì đến đây thì cũng gặp cậu Tư thì cũng hỏi những câu hỏi về thông tin có nè, rồi những đạo có nè. Thì con cảm ơn cậu Tư năm nào cũng ủng hộ con, cũng cho con cái cơ hội để quay những cái thước phim này. Thì con mong là mình cũng như cậu Tư an khang thịnh vượng nè, vô lượng công đức và phước đức nè, vô lượng sức khỏe nè. Và hàng năm nếu mà con đủ duyên thôi, con sẽ về con thăm cậu Tư ha. Mô Phật. Cậu cũng chúc cho con với anh em bước sang niên mới cũng được dồi dào sức khỏe, mạnh tay mạnh chân đi đây đi đó với người ta làm những cái cậu bút còn hay hơn nữa. Chứ còn những gì còn ẩn vậy lắm. Cậu thấy cậu biết, cậu coi cậu cũng hiểu, nhiều khi mình cũng lớn tuổi rồi, như cái bước đường đi con càng mở mang, chứ không có nào mà nói càng đi mà càng không tiến hóa trí tuệ. Nó đủ mở mang. Vậy cậu cũng chúc bước sang năm mới để anh em các con cũng được vui vẻ và tràn đầy những cái ước nguyện của mình hết ha. Cũng mừng vậy đi. Rồi, cảm ơn cậu Tư, Mô Phật.